xảy ra việc 700 căn nhà không phép, Phó Chủ tịch phường bất ngờ xin nghỉ việc. Thì ngày 2 tháng 10, một nguồn tin cho biết ông Phan Lê Việt Cường, 33 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân đã có đơn xin nghỉ việc gửi lãnh đạo phường và Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Thì theo đó, ông Cường xin thôi việc tại Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân từ ngày 26 tháng 9 với lý do hoàn cảnh gia đình. Ông Cường sẽ bàn giao toàn bộ công việc cho ông Lê Kim Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân sau khi được chấp thuận. Ông Cường là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân được phân công theo dõi, quản lý, tham mưu cho Chủ tịch phường về lĩnh vực kinh tế, trật tự đô thị, môi trường. Đồng thời, ông cũng là người phụ trách chính về công tác trật tự xây dựng trên địa bàn. Được biết, ông Cường nộp đơn xin thôi việc ngay sau khi xảy ra vụ 700 căn nhà không phép ở trong khu vực dự án cao tốc Biên Hòa và Vũng Tàu. Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân đã có báo cáo kiến nghị gửi lên Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa về việc thống kê và lập danh sách 700 trường hợp mua bán, chuyển nhượng bằng giấy viết tay xây dựng nhà trên đất của người khác. Những căn nhà này thuộc các hộ gia đình cá nhân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được lập cập nhật trên bản đồ thu hồi đất. Về việc phát sinh 700 căn hộ giải tỏa nhà ở tương đương phát sinh thêm 700 lô tái định cư, để giải quyết vướng mắc trên, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân kiến nghị thanh tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Và theo như anh chị thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường này có liên quan gì trong vụ 700 căn nhà không phép đó hay không? Hãy cùng comment ý kiến của mình xuống bên dưới. Và đừng quên ấn follow Mega Nam để nhận những thông tin hay về thị trường bất động sản trong thời gian tới. Xin chào.